mình để lên bàn á, thì lúc mà mình nản á, mình không muốn làm nữa thì mình nhìn vô á, cái mình nhìn vào cái tự nhiên mình thấy vui hơn, cái xong rồi mình sẽ biết đâu mình sẽ nghĩ ra được giải toán hay là những câu hỏi của bài tiếng Anh đó. Nên mình sẽ chọn mặt cười là tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Thanh Nhiên. Cười có nghĩa là kiểu như là mình sẽ phấn khích, kiểu như đó là tương lai của mình, khi mà mình làm bài xong thì mình sẽ rất là vui. Bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn nha, xem nha. Thì mình sẽ vẽ mặt tức giận, tại vì để con chó thấy thì con chó sẽ không có đào với cái cây này của mình đó. Mặt tức giận. Để tóc các bạn được kỳ lạ rồi vậy đó. Không, bây giờ ông giận dữ quá trời. Còn tông màu vàng cũng được, nhưng mà mình sẽ chải tóc lại cho ông. Ok rồi đó các bạn, rất là tuyệt. Rồi đây là sản phẩm đầu tiên của mình bằng bóng gòn, thấy cũng dễ thương lắm. Ta da, vậy là mình đã làm xong tất cả các sản phẩm để bảo vệ môi trường rồi. Nếu như mà các bạn thấy nhiều rác thải quá, các bạn muốn giúp một phần trong đó thì hãy làm những thứ này hoặc là làm những cái khác để sáng tạo hơn nha.